Mercury Linaker, một dạng icon có chỉ số ST là 113, lương 24, chiều cao 1m77, cân nặng 74 kg, thể hình trung bình, chân thuận, trái 4 và phải 5, 3 sao kỹ thuật. Có 3 chỉ số vận gốc bao gồm xoáy, tinh tế và bấm bóng. Qua vị trí ST, chúng ta sẽ thấy sức mạnh cơ, đó chính là năng dứt điểm cực tốt, năng chọn vị trí. Vậy đây là một trong những icon có khả năng săn bàn và di chuyển trong vòng cấm rất là thính và nhạy. Ra anh còn mạnh ở khả năng tăng tốc độ, sức mạnh cũng khá ổn. Khi để Gary Lineker trên vị trí ST thì chúng ta sẽ chiến thuật đơn như sau. Nhất là sẽ nách tuyến phòng thủ đánh chặn thông thường và chạy chỗ công 3 và thủ 1. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào một trận đấu xếp hạng test về cầu thủ này. Lineker là một trong những cầu thủ xuất thân từ vùng Leicester City của Anh. Ông đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Leicester City. Và trong hai kỳ World Cup ông tham dự thì ông đã ghi tới 10 bàn thắng cho đội tuyển Anh. Đấy là một kỷ lục của siêu tiền đạo này. Hiện tại thì Lineker đang công tác cho đài truyền hình PBC của Anh. Ông chuyên bình luận các trận thi đấu bóng đá. Và với những kinh nghiệm đã từng thi đấu đỉnh cao thì Lineker có những trận đấu bình luận rất hay. Còn thời kỳ đỉnh cao của mình trên sân bóng thì Lineker là một sát thủ rất đáng gờm đối với bất kỳ một hàng phòng ngự nào. Đây là Gary Lineker. Khả năng đỡ bóng bước 1, di chuyển bóng và tăng tốc là rất tốt. Vừa rồi là một tình huống bứt tốc. Thể hình của Lineker là hơi thấp bé so với lại một tiền đạo châu Âu. Tuy nhiên bù lại khả năng xoay trở và tốc độ của Lineker là rất tốt. Khả năng sút xa cũng tương đối ổn. Có thể nói về Lineker thì ngoài rất nhiều điểm mạnh từ tốc độ, dứt điểm, khả năng chọn vị trí, yếu của Lineker chính là khả năng đánh đầu. Do sức bật nhảy có hạn cùng với một thể hình chỉ cao 1m77 cho nên việc chọn tình huống và tranh chấp với các trung vệ của Lineker là tương đối khó khăn. Tình huống vào bóng rất nguy hiểm của Wan-Bissaka. Anh đã phải nhận thẻ vàng. Sự để kèm những cầu thủ có tốc độ nhanh như Gary Lineker là một điều vô cùng khó khăn và không hề dễ dàng của bất kỳ một cầu thủ phòng ngự nào. Chính vì vậy, phạm lỗi là một điều tương đối dễ hiểu. Để ngăn chặn những sự nguy hiểm đến từ tiền đạo.
tuần điểm rất xa và 5 ăn 5 thua, thì đó là sự lựa chọn tốt nhất. Đấy rồi, Gricker thật khó hiểu. Trong một tình huống như vậy, rất tất nhiên là phải bứt tốc lên, nhưng Gricker lại chững lại. Đang phối hợp đồng đội của Laker cũng rất tốt. Khả năng dứt điểm của những icon so với phần còn lại là rất khác bọt, khi mà gần như tỷ lệ thành công trong những pha dứt điểm có cơ hội tốt rất cao. Còn đối với vị trí thủ môn thì những mùa giải Totti hay icon cũng là một sự khác biệt. Là lấy đại cơ. Đây rồi, chuyển đúng, chuyển vào chỗ rô vậy. Tạt là hơi sâu, chính vì thế mà không thể tạo nên cơ hội nguy hiểm cho tiền đạo. Cờ ba sao kỹ thuật thực hiện một số những sự khả năng dứt điểm của cờ thể nói là rất tốt. Tuy nhiên khả năng sút xa thì không thật sự là điểm mạnh của cơ. Thế ra cầu thủ này mùa giải Icon cũng không có chỉ số ẩn sút xa. Chỉ là sự tinh tế về bóng bóng. Đây rồi. Nào, siêu phẩm. Rồi. What? What the hell? Tình huống bóng bóng rất hay của thì thủ môn Pickpock đã có phản xạ rất tuyệt vời. Vậy là cơ có nét tương đồng với Rô Béo, đó là anh có khả năng bấm bóng. Tuy nhiên là khả năng bóng bóng của Lineker chỉ xếp ở mức 8 điểm so với 10 điểm của cờ đang đứng ở đâu. Đây rồi, xác cửa lòng, rất tiếc cửa lòng từ xa ngoài vòng cấm đã tạo nên một cơ hội tối nguy hiểm. Nhìn mái tóc xoăn thì có vẻ
Cờ có hình dáng hơi giống một huyền thoại của Đức là Lothar Matthäus. Nên đó là kiểu tóc đậm chất nghệ sĩ của những đá nước Anh ngày xưa. Đúng, việt vị của Wayne Rooney. Ta đang được chứng kiến đấu giữa một tiền bối và wow. Quá đáng tiếc, tình huống xa. Ta cũng thấy được icon này có những khả năng đe dọa với khung thành đối phương rất tốt. Tuy nhiên mức độ sát thương không thật sự là hiệu quả. Chỉ đạt được con số rơi vào tầm 70%. Đấy rồi. Tốc đi. Qua được học phòng ngự. Đồng. Mình đi cô Tạ Sung Hữu Đột rất cố gắng. Bàn thắng vẫn chưa đến với tiền đạo này. Và sau tất cả những gì đã thể hiện thì chúng ta có thể chấm cho Rico một 8,5 trên 10. Cần cần một chút sắc bén hơn trong những tình huống dứt điểm. Để ai còn có lẽ thật sự lợi hại. Tuy nhiên với khả năng khuấy đảo phương như vậy thì tương đối tốt rồi. Icon gần như là mùa giải tốt nhất của Laker hiện tại. Ta sẽ cần thêm một trận đấu để trải nghiệm Icon này. Như trận đấu xếp hạng thì tương đối khó khăn bởi vì đa số các huấn luyện viên đều thi đấu quyết tâm. Và nếu như đội hình của bạn mạnh hơn đội hình đối phương thì lại có sự hỗ trợ của handicap. À, chính là một lý do mà việc giới hạn mức lương và handicap đã tạo sự cân bằng. Từ những huấn luyện viên có điều kiện sắm sửa những thủ ngon cho đến từ huấn luyện viên chơi free. Đây là một điều rất công bằng của FIFA Online 4. Nó giúp FIFA Online 4 không bị lũng đoạn. Những huấn luyện viên có kỹ năng chơi tốt vẫn có thể lên những hàng danh huyền thoại hay thách đấu hoặc siêu sao. Chúng ta hy vọng trận đấu này thì cờ sẽ thi đấu tốt hơn. Thể hiện được nhiều điểm sáng hơn. Vẫn là Lineker cơ solo. Lineker có thể thi đấu như sơ đồ Tiki-Taka hoặc Takadada với khả năng phối hợp của Lineker tương đối tốt. Nên đối với Takadada thì việc sử dụng Lineker đánh đầu không phải là một giải pháp tốt. Bật tốc đi. Như vậy chúng ta thấy sức mạnh Riker là tương đối đẹp so với những trung vệ, hậu vệ, châu bò bên phía đội bạn. Đang tì đè. Trung bình. Sẽ nói gọi là trung bình yếu. Tuy nhiên khả năng xoay trở thì cũng có nhanh. Rất cần một đấy rồi, pha solo quang ấy.
Long. Rồi. Vì cú ZD Long không đánh bại thủ môn nhưng nó mở toang ra cơ hội cho Raúl này cần bồi bóng. Đấy rồi, rất hay. Thì cỡ quyết định không dứt điểm mà chuyền bóng ra là một tinh thần đồng đội rất cao. Sử dụng đi cơ chúng ta có thể đá cặp hai tiền đạo, đó là cho cầu thủ này đá cặp với một CF hoặc một ST châu bò, ví dụ như là Ibra hay là Lukaku. Thì với khả năng phối hợp đồng đội cũng như cấp cơ hội đây rồi, qua được hậu vệ, nói là Lineker tương đối nhanh. Và dứt điểm hơi vội của CR7 tại 19 là tại anh thi đấu tương đối tốt, thường rất hợp lý tầm 17. Lý cơ xuyên không luôn. Ảo à, thì bóng như Maradona vậy. Được. Bóng rất nhanh. Lòng thì rất chuẩn nhưng chưa đủ độ hiểm. Đâu mà icon nữa. Với đạo làm toang hàng phòng. Vậy là nếu như các bạn có đi cơ trong đội mùa giải còn này thì ông hoàn toàn có thể gánh team, hoặc ít nhất đóng vai trò mũi khoan rất chất lượng. Năng phòng ngự của Laker cũng tương đối ổn, khi mà với tốc độ như máy của mình thì ông hoạt động rất năng nổ, sẵn sàng tham gia những tình huống lui về phòng ngự và tranh chấp. Thấy cái sự đa năng của, đặc biệt chúng ta để chế độ pressing thì các ST thường có xu hướng chặn bóng ngay trên khung thành của đối phương, đó sẽ là một áp lực vô cùng lớn đối với hàng phòng ngự. Là đủ fit trong những hậu vệ to cao và giàu tốc độ của bóng đá Hà Lan, hay quá. Và diễn rất nghệ sĩ. Ta đã thấy được hết tinh túy của Gary Lineker.
Frankie De Jong, trong những tiền vệ giàu tài năng của Ba Lan thi đấu rồi Barcelona. Đấy rồi, chắc chắn là một bàn thắng rồi. Uầy, thật sự là chúng ta có thể thấy rằng những pha cứu lòng của Liverpool rất hay, tuy nhiên bóng không có độ xoáy và độ hiểm cao là những tình huống cứu lòng của Messi hay là Raul này con. Tất nhiên là trong những tình huống có một chút khó khăn cho Gary Lineker. Bóng chạm một độ nhanh. Một cú dứt điểm từ xa nhanh như điện xẹt nhưng bóng vẫn không có độ hiểm cao. Đây rồi. Đấy rồi, còn không vào nữa. Và vẫy má ngoài chân phải cực hay trong vòng cấm và đánh bại thủ môn đối phương. Chúng ta đã thấy được những điểm mạnh để cờ trong hai trận đấu vừa qua. Kiến tạo hay, phối hợp hay, ghi bàn tốt, mạnh, lợi thế tốc độ, khả năng xoay sở, nó nhanh.